lên đập. Gỗ rất là thắt, nuôi tôm. Con này máy nha anh em. Sung hơn giờ chiều nắng lắm, lì á uống luôn khỏe vậy khỏe. Rộng cho nó thấy cót đuôi rồi.
rồi. Thôi được rồi, lấy con đó cho nó ấy đi, chừng nào ấy tính tiếp, mẫu cũng đẹp rồi. Em chờ ở nhà anh để thấp cho người nè, để thấp thôi, để thấp nó màu vàng hơn, đứng chim rồi để thấp màu vàng hơn. Bụi hơn hôm trước, nó bụi hơn, đuôi dài hơn, nhảy khô không tạt lên tạt xuống. Con này nhảy như con nào? Ừ. Nó bụi rồi bụi. Con này nay nó cũng tỉnh chim mà. Không lòng người nữ mỏi dáng nuôi nó đuôi quá trời. Mưa trời mưa nước cái lòng á. Nữa chào các bạn. Ừ. Bữa sau thả một cái lồng bự bự cho nó chơi chung luôn. Ừ. Anh sợ nên hứa dẫn em kỹ vậy thôi. Dạ. Cái con chim này nó rất là không, tốt. Anh cứ hướng dẫn này. Em thêm kinh nghiệm thôi mà. Ừ. Đó. Đúng chim trưng clip là ok đó, chạy dạ. Đập nãy giờ. Còn một con kia ở nhà nó còn ghê hơn con này nữa, nhưng mà thôi kệ, em cứ trải nghiệm đi, nuôi từ từ đấy. Không phải, con chim đó rõ ràng nếu em trải nghiệm được cái sự khác biệt. Yeah. Anh nói con chim này em đã thích rồi, đánh đuôi đỏ, đập ghê. Nhưng có điều anh nói giá chim này, con chim kia sẽ gấp đôi chim này. Thì về hình tướng đuôi nó còn tôm hơn con này nhiều. Yeah. Mà nó còn gớm hơn con này, mặc dù nó cũng bằng cũng bằng thợ tuổi giống vậy thôi. Dạ, anh dạ, còn một thì con cái người ta gọi là cái nết cái đúng cái... rồi đấy. Quy sẵn cầm cái con đắt nhát vậy ơi, bỏ đây là cho đấu con đắt nhát. Dạ. Ra đây mới mở nhát không? Có gì nhát không? Mở để kế bên chỗ đấu à. Trước lúc ra Hà Nội đây là căng rồi, đây bắt đầu lên hơn rồi chứ không phải là căng nữa. Trời ơi kìa, nay nó tăng đô rồi Đạt ơi, 4 ngày nữa có tàu, hình như 3 ngày
mùa này luôn á, 3 tháng. Hôm bữa dính cái clip chung với con đất kia chút xíu à. Rồi hôm bữa nó rồng. Bữa nó rồng ra thấy xè đuôi lớn lắm, nay nó hót xiên miệng lắm. À, con này nó xè rồi kìa. Con này nó thấy chim già nó xè kìa, để cho anh em biết luôn. Nãy mới quay clip trọng chưa xè, nãy nó xè rồi. Bây giờ nó xè rồi. Rồi ok. Có gì bán hàng bao cho anh em sẽ dễ hơn. Xè lớn, xè nhỏ. Nó thấy con chim hụt. Nó quay không kịp. À con này nó xè. Con này thì cái miệng rất là xiên, nó đang chịu hướng nó lên nè, sắp sửa lên nè, đuôi nó mở cũng ghê lắm. Đuôi này là đuôi con nha, đuôi này chưa thay lông trưởng thành nha. Rồng. Đó. Đang đấu với con đất của anh em mang lại nè. Đó, rồng nè. Ba tháng là vậy thôi chứ. Rất là chiên luôn. Có cách đuôi đó là nó. Bây giờ phải biết tại sao hồi đó tuyên bố là cưng con này nhất. Quá tháng rưỡi rồi nó gồng ghê, nó dợp lên. Quay có đuôi đó. Ba tháng. Hồi nhỏ tháng mấy rồi tuyên bố với anh em con chim này là cưng nhất. Đúng rồi, nay trả ơn rồi. Dễ tọt tay vô luôn cũng được. Hay quá cục đuôi ơi. Mà nhỏ ngu, lúc mà mới chim chiền lông đuôi xè rộng quá. Rồi bắt đầu nhảy vô nang lồng gãy hết. Rồi giờ chậm điều dễ rồi. Nước hay gì đại ca? Nó không có đâu. Nó rồng nó xuống nó chạy là lè dưới rồi.